Xin chào các em. Không biết là cô nói các em có thể nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ cô. Vậy à, bây giờ mình bắt đầu bài bài giảng hôm nay nha. Xin chào cả lớp. Cô là thạc sĩ bác sĩ Lê Kim Hân. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn hai bài. Một bài là bài suy thượng thận và bài thứ hai là bài hội chứng kết sinh. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với bài suy thượng thận. Các em xem qua những phần mục tiêu của bài học. Đầu tiên là các em sẽ hiểu và mô tả được triệu chứng lâm sàng của suy thượng thận. Thứ hai, sẽ kể được các nguyên nhân gây suy thượng thận. Thứ ba, chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán suy thượng thận. Thứ tư, kể được các yếu tố thúc đẩy cơn suy thượng thận cấp. Và cuối cùng là kể được các biện pháp phòng ngừa suy thượng thận cấp. Chúng ta nhắc lại một chút xíu về giải phẫu và sinh lý của tuyến thượng thận. Đây là hình ảnh của tuyến thượng thận được cắt dọc. Thì tuyến thượng thận gồm có phần tủy và phần vỏ thượng thận. Vỏ thượng thận gồm 3 lớp: lớp cầu, lớp bó và lớp lưới. Lớp cầu tiết aldosterone, lớp bó tiết cortisol và lớp lưới tiết androgen. Ở đây thiếu mất cái slide cái trục renin angiotensin aldosterone, cô sẽ bổ sung sau trong bài giảng gửi các em. Thì đầu tiên là mình đi về phần lớp cầu. Lớp cầu là nơi tiết ra aldosterone ha, và sự tiết aldosterone này sẽ chịu sự chi phối của trục renin angiotensin và aldosterone. Cụ thể là khi huyết áp ở động mạch thận giảm thấp thì các tế bào cận cầu thận sẽ tiết ra renin, và renin sẽ chuyển angiotensinogen do gan sản xuất thành angiotensin 2. Angiotensin 2 đi qua phổi sẽ được chuyển thành angiotensin 1, và angiotensin 1 sẽ kích thích vùng vỏ thượng thận, cụ thể là các lớp cầu, tiết ra aldosterone. Và vai trò của aldosterone sẽ giúp thận tái hấp thu muối nước, từ đó nâng huyết áp của tại động mạch thận lên. Chính vì vậy, nếu bệnh nhân bị thiếu aldosterone thì sẽ dẫn đến tình trạng là bệnh nhân mất muối và nước. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng kali và toan máu, do aldosterone có vai trò đào thải kali và hắc cộng qua thận. Tiếp theo là sự tiết cortisol và trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận. Ở đây các em có thể thấy là đây là vùng hạ đồi, đây là tuyến yên và đây là tuyến thượng thận. Thì các cái yếu tố stress, ví dụ như là hạ đường huyết, tụt huyết áp, sốt, chấn thương hoặc là phẫu thuật sẽ kích thích vùng hạ đồi tiết ra một hormone gọi là CRH, và CRH này sẽ kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra ACTH. ACTH sẽ kích thích vùng vỏ thượng thận tăng tiết cortisol. Và cortisol, người ta có một cái tên gọi là hormone của stress, tức là cortisol sẽ giúp cơ thể mình đáp ứng với những cái trường hợp bị stress. Thì đáp ứng cụ thể sẽ là về phía chuyển hóa và về phía tim mạch. Về phía chuyển hóa thì cortisol sẽ tăng tân tạo đường, tăng ly giải gluco từ gan, tăng ly giải đạm và tăng ly giải lipid. Như vậy là giống như là cortisol sẽ huy động tất cả các cái nguồn dự trữ của cơ thể, giúp cơ thể chống chọi lại với stress. Về phía tim mạch thì cortisol sẽ tăng sức co bóp của cơ tim, tăng cung lượng tim và tăng đáp ứng của mạch máu đối với các catecholamine. Chính vì vậy, trong trường hợp cơ thể bị stress mà cortisol tiết ra không đủ hoặc là cortisol không được tiết ra thì cơ thể mình sẽ rơi vào một cái tình trạng gọi là cơn suy thượng thận thận cấp. Trong đó tình trạng tụt huyết áp là một cái biểu hiện vô cùng đặc trưng. Thì sự tiết cortisol này sẽ chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố. Thứ nhất là stress, thứ hai là nhịp ngày đêm, và thứ ba là cơ chế điều hòa ngược âm tính. Sự tiết phụ thuộc vào tình trạng stress mình đã nói ở trên. Bây giờ mình bước qua điều hòa bằng nhịp ngày đêm. Thì ở đây các bạn thấy là ở đây là cái hình vẽ, thì có cái sự bài tiết của ACTH và ở dưới là sự bài tiết của cortisol. Thì ta thấy là
ACTH được tiết nhiều nhất trong khoảng từ 5 giờ đến 9 giờ sáng, và tương ứng như vậy là cortisol cũng sẽ được tiết nhiều nhất vào khoảng 5 giờ đến 9 giờ sáng. Sau đó sự tiết cortisol sẽ giảm dần trong ngày và thấp nhất vào lúc nửa đêm. Chính vì vậy, trong trường hợp mà mình muốn chứng tỏ là một bệnh nhân có tình trạng suy thượng thận thì mình sẽ kiểm tra nồng độ cortisol vào lúc nó cao nhất, tức là khoảng 8 giờ sáng. Trong trường hợp mà thời điểm cortisol lẽ ra cao nhất nhưng nó lại ở mức thấp thì chứng tỏ là bệnh nhân này có tình trạng suy thượng thận. Và ngược lại, vào thời điểm mà cortisol thấp, lẽ ra là thấp, tức là lúc nửa đêm mà mình làm xét nghiệm thấy cortisol cao thì chứng tỏ là bệnh nhân này có sự tăng tiết cortisol máu bất thường. Chúng ta bước qua về cơ chế điều hòa ngược âm tính. Thì ở đây mình nhắc lại một lần nữa về trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận. Thì khi mà tuyến thượng thận tăng tiết cortisol thì bản thân cortisol này sẽ ức chế lại sự tiết ACTH của tuyến yên và sự tiết CRH của vùng dưới đồi. Rồi. Trong cùng là cái lớp lớp lưới của vỏ thượng thận thì sẽ tiết ra các androgen. Thì các androgen này sẽ chiếm hơn 50% các androgen ở huyết tương, bao gồm DHEAS, DHEA, androstenedione và testosterone. Rồi chúng ta bước vào phần chính của bài ha. Đầu tiên là về định nghĩa suy thượng thận. Thì suy thượng thận họ sẽ người ta sẽ chia làm hai loại. Thứ nhất là suy thượng thận tiên phát và thứ hai là suy thượng thận thứ phát. Suy thượng thận tiên phát tức là tổn thương tại tuyến thượng thận, tức là toàn bộ phần vỏ thượng thận đều bị tổn thương, cho nên là sự tiết aldosterone, sự tiết cortisol và androgen đều bị ảnh hưởng. Còn suy thượng thận thứ phát là tổn thương ở ở mức cao hơn, tức là ở vùng tuyến yên. Vì vậy, tuyến yên, trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận thì chỉ ảnh hưởng đến tình trạng tiết của cortisol mà thôi. Do đó các em sẽ thấy là suy thượng thận tiên phát thì bệnh nhân sẽ thiếu cả cortisol lẫn aldosterone. Còn trong suy thượng thận thứ phát thì bệnh nhân chỉ thiếu cortisol. Suy thượng thận tiên phát người ta còn gọi một cái tên khác là bệnh Addison. Và một số các cái nguyên nhân gây nên suy thượng thận tiên phát thường gặp. Thứ nhất là tự miễn. Thứ hai là những cái trường hợp nhiễm trùng, ví dụ như lao thượng thận, nấm thượng thận, hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị nhiễm HIV. Một số nguyên nhân khác ít gặp hơn như là ung thư di căn tuyến thượng thận, thâm nhiễm các cái loại sắc tố sắt, đồng, xuất huyết hoặc nhồi máu thượng thận, cũng như bệnh nhân cắt thượng thận hai bên. Trong nhóm suy thượng thận thứ phát thì có hai nguyên nhân chính, trong đó nguyên nhân thường gặp nhất trên lâm sàng đó là bệnh nhân sử dụng glucocorticoid kéo dài. Tức là những bệnh nhân này có thể là uống, tiêm hoặc là hít những chế phẩm có chứa corticoid, và lâu dần thì tuyến thượng thận cái nồng độ corticoid cao trong máu sẽ ức chế tuyến yên, làm tuyến yên giảm tiết ACTH, và như vậy vùng vỏ thượng thận bệnh nhân sẽ teo đi và không tiết được cortisol. Ngoài ra cái nhóm nguyên nhân ít gặp hơn đó là suy tuyến yên toàn phần hoặc là bán phần, như vậy thì sự tiết ACTH của tuyến yên cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến là tuyến vùng vỏ thượng thận cũng bị teo và không tiết được cortisol. Chúng ta bước qua phần triệu chứng lâm sàng. Thì khi suy thượng thận tương phát thì mình biết là vừa thiếu cả aldosterone vừa thiếu cả cortisol. Thì khi bệnh nhân thiếu cortisol, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là mệt mỏi, chán ăn, nôn nôn ói. Triệu chứng mệt mỏi là rất là thường gặp ở bệnh nhân bị thiếu cortisol, và đặc điểm bệnh nhân hay khai với mình là bệnh nhân mệt mỏi ngay từ lúc mới ngủ dậy, và tình trạng này sẽ tăng lên vào trong ngày và đặc biệt nhiều vào cuối ngày, tương ứng với lại mức cortisol giảm thấp dần trong ngày. Những triệu chứng tiêu hóa cũng rất thường gặp, bệnh nhân hay than phiền về triệu chứng bệnh nhân không muốn ăn, bệnh nhân chán ăn, ăn kém, và đặc biệt là hay nhợn, hay buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn như là mùi thịt, mùi cá. Triệu chứng của thiếu aldosterone thì bệnh nhân do mất muối, mất nước qua thận nên bệnh nhân sẽ gầy sút, bệnh nhân sẽ hạ huyết áp tư thế và bệnh nhân sẽ thèm ăn muối.
triệu chứng của thiếu androgen, bệnh nhân sẽ rụng lông, da khô và ngứa, và thiếu androgen sẽ làm tình trạng mệt mỏi do thiếu cortisol nó trở nên nặng nề hơn. Như vậy, khi bệnh nhân suy thượng thận tiên phát thì tình trạng thiếu cortisol như vậy sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH. Thì khi mà tuyến yên tăng tiết ACTH thì ACTH tăng cao sẽ kích thích những tế bào tiết melanin ở da, làm cho bệnh nhân có biểu hiện sạm da. Đây là hình ảnh sạm da do tăng tiết ACTH. Thì các em sẽ thấy là bệnh nhân sẽ sạm da ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ví dụ như là vùng mặt, hoặc là những vùng nếp gấp, ví dụ như là ở những cái vùng chỉ tay, làm cho bàn tay bệnh nhân giống như là người ta nói là giống như bàn tay cáu bẩn á. Nhưng thật ra cái đó là do là tình trạng tăng tiết, do tăng tiết ACTH. Ở một số bệnh nhân thì có tình trạng tăng tiết ACTH, mình sẽ quan sát trong niêm mạc miệng và niêm mạc lưỡi của bệnh nhân thì sẽ thấy những đốm tăng sắc tố, người ta gọi đó là những cái đốm màu đá đen. Trong suy thượng thận tứ phát, do chỉ ảnh hưởng đến sự tiết cortisol, cho nên bệnh nhân chỉ có triệu chứng của thiếu hụt cortisol mà không có triệu chứng của thiếu hụt aldosterone. Cụ thể là bệnh nhân chỉ có mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói và chán ăn. Và ở những bệnh nhân suy thượng thận thứ phát do sự tiết ACTH cũng giảm nên bệnh nhân sẽ không có biểu hiện sạm da. Ngoài ra, nguyên nhân của suy thượng thận thứ phát thứ nhất là do bệnh nhân dùng corticoid ngoại sinh, cho nên khi mình khai thác bệnh sử, bệnh nhân sẽ cho biết là bệnh nhân có tiền căn sử dụng corticoid, và khi thăm khám mình sẽ thấy bệnh nhân có thể có kiểu hình kết sinh đi kèm. Nguyên nhân của suy thượng thận thứ phát còn là suy tuyến yên. Cho nên khi thăm khám, bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng khác của suy tuyến yên, ví dụ như là suy giáp kèm theo, hoặc là triệu chứng của u tuyến yên. Thì ví dụ như là những cái triệu chứng đau đầu, bệnh nhân giảm thị lực, bệnh nhân nhìn mờ, hoặc là bệnh nhân bị giảm thị trường, vân vân. Những bất thường về cận lâm sàng mình có thể gặp trong suy thượng thận tiên phát thì mình định lượng cortisol huyết tương vào lúc 8 giờ, tức là thời điểm mà lẽ ra cortisol sẽ được tiết cao nhất, thì mình sẽ thấy cortisol huyết tương lúc 8 giờ giảm và ACTH sẽ tăng. Thứ hai là mình sẽ thấy aldosterone huyết tương giảm và hoạt tính renin sẽ tăng. Do là hoạt aldosterone giảm thì mình hiểu rồi, còn hoạt tính renin là do là bệnh nhân luôn ở trong tình trạng là tụt huyết áp thấp, cho nên là cái phức hợp cận cầu thận cứ tăng tiết renin để kích thích tình trạng co mạch và giữ múi nước. Nhưng mà tất nhiên là hiệu quả là không được, tại vì aldosterone của bệnh nhân là không được tiết ra. Ngoài ra, ở bệnh nhân suy thượng thận tiên phát, mình sẽ thấy bệnh nhân có tình trạng hạ natri máu do bệnh nhân mất muối, mất nước qua thận ha. Rồi bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng kali và toan máu do thiếu aldosterone nên bệnh nhân sẽ không bài tiết được kali và H cộng. Ngoài ra, do cái áp lực lọc cầu thận suy giảm, cho nên độ lọc cầu thận sẽ giảm, đồng nghĩa với việc bun và creatinine máu bệnh nhân sẽ gia tăng. Ngoài ra, những cái bất thường về chức năng tuyến giáp cũng có thể gặp, như bệnh nhân tăng TSH với FT4 bình thường hoặc thấp. Về phần suy thượng thận thứ phát thì cortisol huyết tương 8 giờ giảm, nhưng mà ACTH của bệnh nhân sẽ ở trong mức bình thường thấp, hoặc là ACTH sẽ giảm thấp. Bệnh nhân này sẽ có hạ natri máu liên quan đến sự giảm tiết cortisol, tại vì mình biết là cortisol là một hormone có tác dụng là đào thải nước tự do, nên khi mà thiếu cortisol thì bệnh nhân sẽ có tình trạng hạ natri máu do pha loãng.
Hạ kali máu sẽ gặp ở những bệnh nhân suy thượng thận thứ phát do thuốc, tức là bệnh nhân sử dụng corticoid. Thì khi bệnh nhân sử dụng corticoid thì nồng độ corticoid trong máu tăng cao sẽ bắt chước tác động của aldosterone, tức là sẽ tăng tái hấp thu natri, tăng bài tiết kali và H cộng, cho nên những bệnh nhân này sẽ bị hạ kali máu. Cuối cùng là trong suy thượng thận thứ phát thì khi giảm cortisol mà đi kèm với giảm GH, ví dụ như bệnh nhân có tình trạng suy tuyến yên hoặc u tuyến yên thì thường là bệnh nhân sẽ tổn thương cả sự tiết cortisol lẫn sự tiết hormone tăng trưởng như GH, thì bệnh nhân rất là dễ bị hạ đường huyết. Chúng ta đi qua phần chẩn đoán về suy thượng thận. Thì có nhiều xét nghiệm và nhiều test để giúp chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân có bị suy thượng thận hay không. Thì xét nghiệm mà thường được thực hiện nhiều nhất trên lâm sàng là định lượng cortisol huyết tương 8 giờ sáng. Thì nồng độ bình thường của cortisol huyết tương 8 giờ là khoảng 10 đến 20 microgram trên decilit. Nếu mà cortisol huyết tương thấp hơn 5 microgram thì mình có thể chẩn đoán được bệnh nhân này là suy thượng thận. Còn nếu cortisol huyết tương trên 15 microgram thì mình có thể loại trừ chẩn đoán suy thượng thận. Với điều kiện là gì? Là mình phải chắc chắn rằng bệnh nhân này không có sử dụng corticoid, không đang sử dụng những cái loại corticoid ví dụ như là prednisone hoặc hydrocortisone, bởi vì những cái loại corticoid này có thể gây phản ứng chéo trong quá trình mà mình thực hiện xét nghiệm và làm cho nồng độ cortisol nó tăng giả tạo. Tuy nhiên cái xét nghiệm định lượng cortisol huyết tương này cái độ nhạy nó khá là thấp, chỉ khoảng 36% thôi, cho nên là mình sẽ bỏ sót rất là nhiều trường hợp bệnh nhân có suy thượng thận nhưng mà cortisol huyết tương 8 giờ sáng bệnh nhân không thấp ở cái ngưỡng giúp cho mình chẩn đoán được. Mình phải dựa vào một số những cái test. Ở đây là cụ thể là mình sẽ có 3 test là test sinactan, test metirapol và test hạ đường huyết bằng insulin. Chúng ta đi đến cái test đầu tiên là test sinactan. Sinactan tức là ACTH tổng hợp. Mình sẽ tiêm cho bệnh nhân 250 microgram ACTH tổng hợp và mình sẽ đo cortisol sau tiêm ở một số thời điểm. Nếu mà bệnh nhân có sự tăng tiết cortisol thì chứng tỏ là tuyến thượng thận của bệnh nhân bình thường. Từ đó mình sẽ loại trừ được suy thượng thận tiên phát. Và nếu bệnh nhân tiết được cortisol thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái vùng vỏ thượng thận bệnh nhân nó không bị teo, nó chưa bị teo. Thành ra hầu hết những nguyên nhân suy thượng thận thứ phát mình cũng có thể loại trừ được. Mình bước qua test thứ hai là test hạ đường huyết bằng insulin. Thì lúc nãy lúc mà mình giới thiệu về một số những cái yếu tố stress thì trong đó là có một một yếu tố gọi là hạ đường huyết. Thì ở đây mình chủ động gây nên một cái stress đối với cơ thể, tức là mình dùng insulin để cho bệnh nhân rơi vào một cái tình trạng hạ đường huyết. Và khi mà bệnh nhân hạ đường huyết thì sẽ kích thích trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận tăng tiết cortisol. Nếu mà cortisol huyết tương mình thử ra tăng cao, chứng tỏ là trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận của bệnh nhân có khả năng đáp ứng với stress. Thì test hạ đường huyết bằng insulin này có giá trị tương tự như test sinactan, tức là giúp mình loại trừ những trường hợp suy thượng thận tiên phát và hầu hết các trường hợp suy thượng thận thứ phát. Tuy nhiên, các bạn biết là trong cái cơn hạ đường huyết thì bệnh nhân rất là dễ bị vô những cái gọi là biến chứng, ví dụ như là tai biến mạch máu não hoặc là những cái loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. Cho nên test này sẽ không thực hiện ở những cái bệnh nhân bị bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh mạch não hoặc là có tình trạng động kinh từ trước. Rồi, test thứ ba ở đây là mình nhắc đến test metirapol. Đây hơi nhỏ ha. Test metirapol thì ở đây mình thấy là trong hình vẽ đó thì có vùng vỏ thượng thận ha. Còn vùng vùng vỏ thượng thận thì có vùng lớp cầu là màu xanh dương nè. Lớp bó là màu xanh lá cây và lớp lưới là màu cam. Thì sự tổng hợp cortisol ở vùng lớp bó thì liên quan đến một số những cái men, trong đó có cái men 11 beta hydroxylase. Thì vai trò của metirapol là sẽ ức chế sự tổng hợp của men 11 beta hydroxylase. Thì khi mà
Methirabol ức chế sự tổng hợp của men này thì cortisol sẽ không được tạo ra. Và như vậy thì tuyến yên sẽ tăng tiết ACTH để kích thích tuyến thượng thận tăng tiết cortisol. Nhưng mà kết quả cuối cùng sẽ là dẫn đến tình trạng tăng tiết cái tiền chất của cortisol, tức là 11 deoxy cortisol. Chính vì vậy, nếu mà khi mình làm test này mà mình thấy có sự gia tăng của cái chất tiền chất của cortisol là 11 deoxy cortisol thì chứng tỏ là tuyến yên có tăng tiết ACTH và tuyến thượng thận có tăng sản xuất được cái cortisol, chứng tỏ là trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận còn nguyên vẹn. Thì so với hai test là test hạ đường huyết bằng insulin và test sinactan thì test metirapol này sẽ loại trừ được cho mình các cái trường hợp suy thượng thận thứ phát dù mức độ nhẹ. Các bạn có thể hiểu như thế này, cái test hạ đường huyết bằng insulin và cái test sinactan là những cái kích thích rất là mạnh lên cái trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận. Trong khi đó thì cái test metirapol là một cái kích thích rất là nhẹ. Thì trong trường hợp mình kích thích thiệt là mạnh mà tuyến thượng thận có tình trạng tăng tiết cortisol thì mình nói là à cái tuyến thượng thận này có khả năng đáp ứng với stress, nhưng mà chẳng hạn như là bệnh nhân có cái tình trạng suy thượng thận rất là nhẹ thôi thì khi mình kích thích mạnh thì nó vẫn đáp ứng bình thường. Tuy nhiên khi mà mình thực hiện cái test metirapol á thì dù bệnh nhân có tình trạng suy thượng thận rất là nhẹ thì mình test nhẹ thôi mà cái cortisol vẫn được tăng tiết thì chứng tỏ là cái trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận của bệnh nhân bình thường. Rồi, bạn có gì hỏi không ạ? Bạn biết trường. Mình đợi chút xíu ha, tôi tải lại bài. Rồi chúng ta nói xong về những cái test để chẩn đoán suy thượng thận. Thì sau khi là chẩn đoán là bệnh nhân có suy thượng thận rồi thì mình sẽ qua bước thứ hai là mình sẽ chẩn đoán về nguyên nhân. Thì ở đây mình biết là về phần nguyên nhân sẽ chia làm suy thượng thận tiên phát và suy thượng thận thứ phát, nên là mình sẽ chẩn đoán xem bệnh nhân này suy thượng thận tiên phát hay thứ phát để định hướng về những cái nguyên nhân mà mình có thể gặp. Thì để chẩn đoán suy thượng thận tiên phát hay thứ phát, mình cần định lượng ACTH huyết tương lúc 8 giờ. Trong trong trường hợp suy thượng thận tiên phát, tức là tổn thương tại tuyến thượng thận á, thì sẽ có sự gia tăng ACTH. Trong khi đó, nếu bệnh nhân suy thượng thận thứ phát do sự giảm tiết của tuyến yên thì ACTH sẽ ở mức thấp hoặc là bình thường thấp. Sau khi xác định được là bệnh nhân suy thượng thận tiên phát, ví dụ như là tổn thương ở tuyến thượng thận, thì mình sẽ bắt đầu đi làm một số xét nghiệm hình ảnh, chẳng hạn như là chụp CT tuyến thượng thận để xác định tổn thương hoặc là tìm kháng thể tự miễn. Trong trường hợp mà mình xác định là bệnh nhân này suy thượng thận thứ phát, nghĩ là do suy tuyến yên hoặc là có u tuyến yên, thì mình sẽ cho chụp MRI tuyến yên. Và một xét nghiệm mình cần thực hiện nếu mà bệnh nhân có suy thượng thận tiên phát, tức là mình phải khảo sát trục renin, angiotensin và aldosterone. Thì mình sẽ thấy là aldosterone huyết tương giảm thấp hoặc là ở mức bình thường thấp, trong khi đó hoạt tính renin huyết tương lại gia tăng. Ở đây thì triệu chứng của suy thượng thận mình cần chẩn đoán phân biệt trong một số trường hợp, ví dụ như là tụt huyết áp do những nguyên nhân khác, sạm da do những nguyên nhân khác, hoặc là bệnh nhân sụt cân, nôn, buồn nôn, ăn kém do những nguyên nhân khác. Rồi mình nói một chút xíu về phần cơn suy thượng thận cấp. Thì lúc nãy mình biết là gì? Cortisol là một hormone của stress. Khi mà cortisol không được tiết,
hoặc là khi cơ thể bị stress mà họ cortisol tiết ra không đủ thì bệnh nhân sẽ bị trụy tim mạch và dẫn đến tình trạng sốc nếu mà mình không xử trí kịp thời. Vì vậy, cơn suy thượng thận cấp là một cái cấp cứu nội khoa. Và những cái triệu chứng của cơn suy thượng thận cấp thì điển hình là bệnh nhân sẽ tụt huyết áp nè, các triệu chứng mãn tính nặng lên, tức là bệnh nhân sẽ mệt mỏi nhiều hơn, nôn ói liên tục. Bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng thân nhiệt mà không do nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ có rối loạn về tri giác. Như vậy, những yếu tố nào thúc đẩy bệnh nhân vào cơn suy thượng thận cấp? Ở đây mình có 3 trường hợp là bệnh nhân suy thượng thận tiềm ẩn, tức là bệnh nhân không biết mình bị suy thượng thận, hoặc là bệnh nhân suy thượng thận đã biết, hoặc là bệnh nhân không hề suy thượng thận, tuyến thượng thận trước đó bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Thì yếu tố thúc đẩy một trường hợp suy thượng thận tiềm ẩn vào cơn suy thượng thận cấp là bệnh nhân có một cái stress chồng lên. Ví dụ bệnh nhân suy thượng thận tiềm ẩn không biết, nhưng mà một ngày nào đó bệnh nhân bị chẳng hạn như là bị chấn thương, thì chấn thương đó là một cái stress và nó là sẽ làm cho cái suy thượng thận của bệnh nhân nó bộc lộ ra và bệnh nhân sẽ vô cái cơn suy thượng thận cấp. Hoặc là bệnh nhân sử dụng những cái thuốc mà tăng chuyển hóa hoặc là tăng thải trừ cortisol, ví dụ như là thuốc kháng lao rifampicin hoặc là một số thuốc ví dụ như phenytoin hoặc barbiturate, thì những thuốc này sẽ tăng chuyển hóa cortisol, làm cho nồng độ cortisol trong máu bệnh nhân vốn đã không cao thì nó lại càng giảm thấp hơn nữa. Thứ ba là bệnh nhân đang sử dụng corticoid liều dược lý kéo dài. Khi bệnh nhân sử dụng corticoid liều dược lý kéo dài thì tuyến yên sẽ giảm tiết ACTH và cái tuyến thượng thận bệnh nhân thường là nó đã bị vùng vỏ thượng thận, thường là nó đã bị teo đi rồi, nó không tiết được cortisol. Nhưng mà mình ngưng corticoid đang sử dụng một cách đột ngột thì khi đó là cơ thể sẽ thiếu cortisol một cách trầm trọng. Trong trường hợp bệnh nhân suy thượng thận đã biết, tức là bệnh nhân biết là mình suy thượng thận, bệnh nhân đang dùng hormone để bù, nhưng mà mình bù hormone không đủ, bệnh nhân cũng có thể rơi vào cơn suy thượng thận cấp. Hoặc là bệnh nhân bị suy tuyến yên, khi mà suy tuyến yên thì bệnh nhân có thể thiếu vừa cả hormone giáp nè, vừa cả hormone thượng thận nè. Thì nếu mà mình tiến hành bù hormone giáp trước khi mình bù cortisol thì hormone giáp vô sẽ làm gia tăng chuyển hóa cortisol, nên cortisol trong máu bệnh nhân vốn đã thấp sẽ càng thấp hơn nữa và khiến bệnh nhân vào cơn suy thượng thận cấp. Cho nên trên những bệnh nhân mà vừa có suy giáp vừa có suy thượng thận, mình phải ưu tiên bù hormone tuyến thượng thận trước rồi mới bù hormone tuyến giáp sau. Cuối cùng là những trường hợp mà bệnh nhân có tuyến thượng thận hoàn toàn bình thường, thì khi mà tuyến thượng thận bình thường nhưng mà bệnh nhân có bị những cái bệnh lý ví dụ như nhiễm trùng nặng nè, gây nên những đông máu nội mạch lan tỏa là gây nhồi máu tuyến thượng thận, hoặc là bệnh nhân có sử dụng những cái thuốc kháng đông gây xuất huyết thượng thận hai bên, thì đều có thể thúc đẩy bệnh nhân vào cơn suy thượng thận cấp. Hoặc là bệnh nhân đột quỵ tuyến yên thì khi đó là tuyến yên sẽ không tiết được ACTH và tuyến thượng thận sẽ không có nhận được kích thích của tuyến yên nên sẽ giảm tiết cortisol. Vậy mình phòng ngừa suy thượng thận cấp bằng cách nào? Thì đầu tiên mình sẽ không được sử dụng corticoid một cách bừa bãi. Tức là chẳng hạn như corticoid mình biết là thuốc kháng viêm và giảm đau rất là hiệu quả, nên một số bệnh nhân bị những cái bệnh lý đau mãn tính ở khớp nè, hoặc là một số trường hợp bị hen phế quản, họ không điều trị không đến tái khám, không điều trị ở bác sĩ mà họ tự ra ngoài tiệm thuốc tây mua những thuốc giảm đau ha, mua những thuốc điều trị bệnh hen, thì thường đó là những cái người ta sẽ được kê những cái loại thuốc corticoid. Như vậy bệnh nhân dùng corticoid kéo dài thì lâu dần tuyến thượng thận của bệnh nhân sẽ bị suy. Ngoài ra, ở những bệnh nhân mà có dùng corticoid theo đúng chỉ định của bác sĩ nhưng mà việc dùng corticoid này kéo dài hơn 3 tuần thì trước khi mà ngưng thuốc mình cần giảm liều dần dần để cho tuyến thượng thận của bệnh nhân có thời gian để phục hồi. Nếu mà bệnh nhân có dùng corticoid nhưng mà bệnh nhân này có thêm một tình trạng stress như nhiễm trùng, như chấn thương, hoặc là có dùng thêm các thuốc tăng chuyển hóa corticoid thì mình cần tăng liều corticoid bệnh nhân đang sử dụng lên gấp 2 hoặc 3 lần. Cuối cùng là cần đánh giá lại chức năng thượng thận trước khi ngưng thuốc bằng cách là mình phải thử lại cái xét nghiệm cortisol huyết tương 8 giờ để tránh là mình ngưng thuốc quá sớm khi tuyến thượng thận bệnh nhân chưa kịp phục hồi thì sẽ làm cho bệnh nhân vô cơn suy thượng thận cấp.
Suy thượng thận đến đây là hết rồi. Các em có gì thắc mắc không? Mình sẽ giải đáp luôn từng bài luôn ha. Nếu mà các bạn không có gì thắc mắc thì mình bước qua bài hội chứng kết sinh luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ bước qua bài hội chứng kết sinh. Sau đây là một số mục tiêu học tập. Sau bài học này, các em sẽ hiểu và mô tả được triệu chứng lâm sàng của hội chứng kết sinh, kể được các nguyên nhân gây nên hội chứng kết sinh, biết chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán hội chứng kết sinh, cũng như là để chẩn đoán nguyên nhân gây ra hội chứng. Đầu tiên chúng ta nói về phần định nghĩa ha. Hội chứng kết sinh là tập hợp các triệu chứng và dấu hiệu liên quan đến tình trạng tiếp xúc lâu dài với glucocorticoid do mọi nguyên nhân. Triệu chứng tức là những cái triệu chứng mà bệnh nhân khai với mình, còn dấu hiệu là những cái mà bác sĩ khám thấy. Và những triệu chứng dấu hiệu này sẽ liên quan đến cái tình trạng là cơ thể bệnh nhân tiếp xúc lâu dài với glucocorticoid. Như vậy những cái trước khi mà đi qua cái phần là những nguyên nhân nào gây tăng tiết glucocorticoid thì mình nhắc lại một lần nữa về cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận ha. Thì ở đây mình thấy là gì? Corticoid tức là cortisone á, glucocorticoid tức là cortisone sẽ được tăng tiết nếu mà tuyến thượng thận bệnh nhân có một cái tình trạng u ở tuyến thượng thận, hoặc là gì? Bệnh nhân có u ở tuyến yên tăng tiết ACTH, và ACTH sẽ kích thích tuyến thượng thận tăng tiết cortisone. Hoặc là bệnh nhân có một cái khối u lạc chỗ, thường là gặp ở phổi nè, và cái khối u lạc chỗ này nó sẽ tiết ra ACTH và như vậy cũng sẽ kích thích tuyến thượng thận tăng tiết cortisol. Ngoài ba trường hợp u thượng thận, u tuyến yên, u lạc chỗ thì còn một cái nguyên nhân thường gặp nhất ở trên lâm sàng gây nên cái hội chứng kết sinh, tức là kết sinh do thuốc. Nghĩa là bệnh nhân có sử dụng những cái chế phẩm có glucocorticoid trong một thời gian dài, chẳng hạn như là dùng thuốc chứa corticoid để điều trị bệnh khớp nè, bệnh thường là khớp, những cái bệnh lý da liễu hoặc là những cái trường hợp bị hen phế quản. Thì mình thấy là nếu mà bệnh nhân u tuyến yên tăng tiết ACTH và u lạc chỗ tăng tiết ACTH hoặc CRH thì nồng độ ACTH trong máu của những bệnh nhân này sẽ tăng cao. Chính vì vậy, hai trường hợp trên mình sẽ xếp vào nhóm nguyên nhân là phụ thuộc ACTH. Trong khi đó, nếu mà bệnh nhân có u tuyến thượng thận hoặc dùng corticoid ngoại sinh thì nồng độ cortisol gia tăng này sẽ ức chế lại sự tiết CRH của vùng dưới đồi và ACTH của tuyến yên, cho nên nồng độ ACTH trong máu của bệnh nhân sẽ giảm thấp. Và hai cái nguyên nhân này sẽ được xếp vào nhóm là không phụ thuộc ACTH. Ở đây mình nói thêm là u tuyến yên tiết ACTH còn được gọi một cái tên gọi là bệnh kết sinh. Thì trước khi vào cái phần triệu chứng lâm sàng của hội chứng kết sinh thì mình sẽ
xem và việc gia tăng cortisol kéo dài sẽ gây những ảnh hưởng gì cho cơ thể. Thì mình biết là cortisol nếu được tăng tiết kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến cả chuyển hóa, đến mọi quá trình chuyển hóa cũng như là hầu hết các cái cơ quan trong cơ thể. Về phía chuyển hóa thì liên quan đến chuyển hóa đường, chuyển hóa đạm và chuyển hóa mỡ. Về phía đường thì cortisol sẽ làm tăng đường huyết thông qua tác động là làm tăng tân tạo đường ở gan cũng như là tăng ly giải glycogen từ gan, và bệnh nhân và cortisol sẽ làm tăng đề kháng insulin ở mô ngoại biên. Chính ba cái tác động đó thì sẽ làm cho đường huyết của bệnh nhân gia tăng, và chính cái tình trạng mà tăng đề kháng insulin ở mô ngoại biên thì sẽ làm insulin trong máu bệnh nhân tăng cao, và chính sự gia tăng nồng độ insulin trong máu thì sẽ gây tăng lắng đọng mô mỡ, tại vì mình biết insulin là một cái hormone ngoài kiểm soát đường nó còn gây lắng đọng mô mỡ mà. Thì ở đây tình trạng lắng đọng mô mỡ sẽ xảy ra ở vùng trung tâm, tức là vùng mạch, vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng và nội tạng. Về phía đạm thì cortisol sẽ làm tăng ly giải đạm ở cơ, làm cho bệnh nhân teo cơ, yếu cơ, tăng ly giải đạm ở mô liên kết dưới da nên da bệnh nhân sẽ mỏng, dễ bầm máu và có những cái vết rạn da. Ngoài ảnh hưởng trên chuyển hóa thì cortisol sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Cụ thể là trên hệ thần kinh thì cortisol sẽ gây trầm cảm hoặc là hưng cảm. Ở trên hệ nội tiết thì cortisol sẽ làm giảm tiết một số các loại hormone, ví dụ như là hormone hướng sinh dục LH hoặc FSH, nên những bệnh nhân có hội chứng kết sinh thường ở nữ thường có tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Bệnh nhân sẽ giảm tiết GH, nên nếu mà kết sinh xảy ra ở trẻ nhỏ thì sẽ làm chậm tăng trưởng. Ở mắt, cortisol sẽ làm bệnh nhân tăng nhãn áp và làm cho tiến trình đục thủy tinh thể diễn ra nhanh hơn. Ở đường tiêu hóa, cortisol sẽ làm tăng cái tỷ lệ bị loét dạ dày, tá tràng. Về hệ tim mạch thì cortisol sẽ tăng giữ múi nước, làm tăng huyết áp. Về xương sẽ làm loãng xương do làm giảm sự thành lập xương và tăng hoạt động của hủy cốt bào. Ngoài ra, cortisol còn là một cái chất ức chế miễn dịch, làm cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Đây là kiểu hình kết sinh, một bệnh nhân có kiểu hình kết sinh điển hình ha. Mặt mình sẽ thấy là mặt bệnh nhân tròn như mặt trăng nè, ửng đỏ, tụ mỡ ở vùng gáy, vùng ngực, vùng bụng, tay chân thì teo nhỏ hơn so với thân mình, da mỏng, dễ bầm máu và rất là nhiều cái vết rạn da tím đỏ ở vùng bụng, vùng nách, vùng mông, vùng đùi. Nếu mà bệnh nhân có tình trạng tăng tiết androgen đi kèm á, thì bệnh nhân sẽ có thêm triệu chứng như là nổi mụn nè, hoặc là rậm lông. Thì ở đây là cái bảng liệt kê ra tỷ lệ phần trăm các cái triệu chứng hoặc là cái dấu hiệu thường gặp ở trong hội chứng kết sinh. Thì mình sẽ thấy là gì? Bệnh nhân sẽ thường than phiền nhiều nhất về ba cái triệu chứng chính. Thứ nhất là bệnh nhân tăng cân, thứ hai là rối loạn kinh nguyệt và thứ ba là bệnh nhân rậm lông. Còn về phía thăm khám thì mình sẽ thăm khám, mình sẽ thấy chủ yếu là bệnh nhân này có tình trạng thừa cân, béo phì và mặt tròn. Ngoài ra những cái biểu hiện về da, ví dụ như mỏng da, rạn da hoặc là về cơ, ví dụ như yếu cơ thì gặp ở khoảng 50 đến 60% các trường hợp. Những cái dấu hiệu khác ví dụ như là những cái bệnh lý khác đi kèm, ví dụ như tăng huyết áp thì gặp ở 2 phần 3 các cái trường hợp bệnh nhân bị hội chứng kết sinh. Trong khi đó, tình trạng tăng đường huyết và loãng xương thì gặp ở 50% các trường hợp. Như vậy, một bệnh nhân kết sinh thì có thể là có một số những cái bất thường về cận lâm sàng như sau. Thứ nhất là về nồng độ cortisol huyết tương, thì mình sẽ thấy là gì? Nồng độ cortisol huyết tương ở những bệnh nhân này sẽ tăng cao. Và cái sự tăng tiết này nó sẽ không theo sinh lý bình thường. Lúc nãy mình có nhắc đến là sinh lý bình thường của sự tiết cortisol, tức là theo chu kỳ ngày đêm. Thì ở những bệnh nhân này vào thời điểm nửa đêm là thời điểm lẽ ra mà cortisol giảm thấp, thì lại khi mình đo thì sẽ thấy cortisol ở những bệnh nhân có hội chứng kết sinh sẽ tăng. Và theo sinh lý bình thường thì những cái sự tiết của cortisol sẽ bị ức chế bởi dexamethasone.
Cụ thể là gì? Khi mà mình cho bệnh nhân sử dụng 1 mg Desa vào 11 giờ đêm á, thì chính dexamethasone nó sẽ ức chế trục hạ đồi tuyến thượng thận qua đêm, dẫn đến là cortisol khoảng vào 8 giờ sáng hôm sau mình đo sẽ giảm thấp. Cái đó là sinh lý bình thường. Nhưng mà ở những cái bệnh nhân có hội chứng Cushing thì khi mình cho bệnh nhân uống 1 mg Desa thì 1 mg Desa này vẫn không ức chế được cái sự tiết cortisol, và 8 giờ sáng hôm sau mình đo cortisol máu thì cortisol máu vẫn tăng cao. Ở bệnh nhân hội chứng Cushing thì khi khảo sát về nồng độ cortisol có một cái ngoại lệ là nếu mà nồng độ cortisol huyết tương mình đo thời điểm 8 giờ sáng giảm thấp thì mình có thể kết luận là bệnh nhân này là hội chứng Cushing do thuốc. Lúc nãy mình có học bài suy thượng thận rồi đó, tức là những bệnh nhân sử dụng corticoid thì kiểu hình sẽ là kiểu hình Cushing nhưng bên trong của bệnh nhân là suy thượng thận. Cho nên là nếu mà nồng độ cortisol huyết tương mình đo ra mà giảm thấp thì mình có thể kết luận được là bệnh nhân này là Cushing do thuốc, và những cái xét nghiệm để tìm nguyên nhân Cushing nội sinh thì mình sẽ không cần thiết phải làm nữa. Những bất thường về cận lâm sàng khác bao gồm là bệnh nhân sẽ bị hạ kali ha. Lúc nãy mình cũng có nói đến rồi, do là bệnh cái cortisol trong máu tăng cao, nó có vai trò của aldosterone đó, nó sẽ tăng đào thải kali qua thận. Ngoài ra bệnh nhân sẽ tăng đường huyết, bệnh nhân sẽ tăng bạch cầu đa nhân trung tính và bệnh nhân sẽ giảm mật độ xương. Mình bước qua phần chẩn đoán một bệnh nhân hội chứng Cushing thì để chẩn đoán thì mình sẽ phải bắt buộc phải tiến hành tuần tự theo qua 3 bước. Bước thứ nhất là mình sẽ chẩn đoán xem bệnh nhân có hội chứng Cushing hay không. Bước thứ hai là nếu là bệnh nhân có hội chứng Cushing rồi, mình phải xem là bệnh nhân này là phụ thuộc hay là không phụ thuộc ACTH. Và nếu mà mình đã kết luận được là bệnh nhân này phụ thuộc ACTH thì mình sẽ coi là bệnh nhân này là bệnh Cushing, tức là u tuyến yên tăng tiết ACTH, hay là một cái u lạc chỗ nào tăng tiết ACTH. Đầu tiên mình đi vào bước thứ nhất là chẩn đoán một bệnh nhân có đúng là hội chứng Cushing hay không. Thì trước khi là chẩn đoán là có hội chứng Cushing không thì mình phải loại trừ bệnh nhân này là Cushing do thuốc hay còn gọi là Cushing ngoại sinh. Mình loại trừ bằng cách nào? Mình sẽ phải hỏi bệnh sử rất là cẩn thận về cái tiền căn sử dụng những cái thuốc giảm đau, kháng viêm của bệnh nhân. Và cái thứ hai là mình có thể làm một cái xét nghiệm gọi là cái cortisol huyết tương lúc 8 giờ sáng. Trong trường hợp cortisol huyết tương 8 giờ sáng thấp thì khi đó mình nói là bệnh nhân này kiểu hình Cushing nhưng mà bệnh nhân suy thượng thận, vậy bệnh nhân này là Cushing do thuốc. Thì khi đó mình sẽ không có làm những cái xét nghiệm tiếp theo nữa. Còn trong trường hợp mình đã loại trừ được bệnh nhân này sử dụng corticoid gây nên kiểu hình Cushing thì mình sẽ bước đến cái bước thứ hai là mình chứng minh cái sự tiết cortisol này là gia tăng. Thì gia tăng thì nó thể hiện là thứ nhất là sự tiết cortisol sẽ nhiều nè, thứ hai là sẽ không theo nhịp điệu ngày đêm, và thứ ba sẽ không chịu sự ức chế của trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận. Để chứng minh là sự tiết cortisol tăng nhiều thì thường mình sẽ định lượng cortisol tự do trong nước tiểu 24 giờ. Điển hình là cortisol tự do trong nước tiểu sẽ tăng gấp 3 lần trong 2 lần xét nghiệm liên tiếp. Để chứng minh là sự tiết cortisol không theo chu kỳ ngày đêm thì mình sẽ định lượng cortisol huyết tương lúc nửa đêm hoặc cortisol nước bọt lúc nửa đêm. Nếu mà nồng độ cortisol huyết tương hoặc là nước bọt lúc nửa đêm tăng cao, chứng tỏ là có sự tăng tiết cortisol bất thường. Cuối cùng, mình có thể chứng tỏ là sự tăng tiết cortisol của bệnh nhân không có chịu sự ức chế của trục tại hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận bằng cách thực hiện test ức chế bằng 1 mg Desa qua đêm. Tức là 11 giờ đêm mình cho bệnh nhân uống 1 mg Desa và mình sẽ đo cortisol 8 giờ sáng hôm sau. Nếu mà cortisol 8 giờ sáng hôm sau bị ức chế thì bệnh nhân không phải là hội chứng Cushing. Còn nếu mà cortisol 8 giờ sáng hôm sau vẫn tăng, tức là bệnh nhân không hề bị ức chế bởi 1 mg Desa, thì mình có thể nói là sự tăng tiết cortisol này là bất thường. Ở đây thì mình cần phải phân biệt một số trường với hội chứng giả Cushing. Thì hội chứng giả Cushing thường liên quan đến những cái bệnh nhân ví dụ như là béo phì, nghiện rượu hoặc là trầm cảm.
Ở những bệnh nhân này thì thường họ có kiểu hình tương tự với lại bệnh nhân phát sinh, tức là họ cũng thừa cân nè, họ cũng béo phì nè. Rồi, nhưng mà ở những bệnh nhân này cái nồng độ cortisol trong máu cũng sẽ tăng cao. Mình phân biệt bằng cách nào? Mình sẽ phải hỏi bệnh sử ha. Mình sẽ phải lặp lại những cái xét nghiệm như mà lúc nãy mình kể đó. Và khi mà những xét nghiệm đó cái kết quả không cho phép mình kết luận được là có hay không có hội chứng kết sinh, thì khi đó mình sẽ thực hiện một cái test, người ta gọi là test ức chế bằng đề sa liều thấp qua đêm. Tức là mình sẽ cho bệnh nhân sử dụng 0,5 mg đề sa 4 lần một ngày trong 2 ngày ha. Rồi, và mình kết hợp với việc kích thích bằng CRH. Nếu mà cái test ức chế bằng đề sa liều thấp này ức chế được, chứng tỏ là bệnh nhân này không phải là hội chứng kết sinh mà chỉ là hội chứng giả kết sinh thôi. Còn trong trường hợp mà test này không ức chế được thì chứng tỏ là bệnh nhân này là hội chứng kết sinh thật sự. Sau khi chẩn đoán bệnh nhân có hội chứng kết sinh thì mình sẽ đi đến bước thứ hai là hội chứng kết sinh này phụ thuộc hay không phụ thuộc ACTH, bằng cách là mình sẽ định lượng ACTH. Định lượng ACTH huyết tương lúc 8 giờ sáng. Nếu mà tức là thời điểm mà ACTH được tiết nhiều á, mà nếu ACTH bị ức chế dưới 1 picomol trên lít thì chứng tỏ là hội chứng kết sinh này không phụ thuộc ACTH. Còn trong trường hợp ACTH bình thường hoặc tăng, tức là có phụ thuộc ACTH. Ngoài ra mình cũng có thể định lượng ACTH huyết tương lúc nửa đêm. Nếu mà ACTH huyết tương lúc nửa đêm gia tăng kèm theo là cortisol huyết tương nửa đêm tăng thì mình cũng có thể kết luận là hội chứng kết sinh này là phụ thuộc ACTH. Sau khi mình biết là bệnh nhân này là hội chứng kết sinh phụ thuộc ACTH thì mình sẽ đi đến bước thứ ba là mình chẩn đoán nguyên nhân, tức là bệnh nhân này là bệnh kết sinh hay là u lạc chỗ tiết ACTH. Thì ở đây mình sẽ nắm cái nguyên tắc là gì? Cái nguyên tắc tức là sự tiết ACTH trong bệnh kết sinh thì sẽ bị ức chế bởi đề sa liều cao và bị kích thích bởi CRH. Tức là người ta nhận thấy như vậy, tức là u tuyến yên thì khi mình dùng đề sa liều cao nó vẫn ức chế được cái sự tiết ACTH, nhưng mà u lạc chỗ thì có dùng đề sa liều cao thì không ức chế được cái sự tiết ACTH của u lạc chỗ. Như vậy mình sẽ tiến hành cho bệnh nhân thực hiện test đề sa liều cao. Liều cao tức là 2 mg 4 lần một ngày trong 2 ngày. Nếu mà test này ức chế được, tức là cortisol máu 8 giờ sáng bị ức chế hơn 50% thì hoặc là cortisol tự do nước tiểu bị ức chế hơn 90% thì mình kết luận là bệnh nhân này có bệnh kết sinh. Mình có thể thực hiện test kích thích bằng CRH. Nếu khi thực hiện test này ACTH tăng hơn 50%, cortisol tăng hơn 20% thì đó là bệnh kết sinh. Trong trường hợp mình thực hiện hai test mà không cho được kết quả giúp mình kết luận thì mình có thể làm đến cái xét nghiệm tiếp theo, đó là đo ACTH trong máu tĩnh mạch xoang đá dưới. Xoang đá dưới là nằm rất là gần với lại cái tuyến yên, và những cái hormone do tuyến yên tiết ra thì thường sẽ đổ trực tiếp vào máu tĩnh mạch ở xoang đá dưới. Chính vì vậy nếu mà bệnh nhân có một cái u tuyến yên thì khi đó nồng độ ACTH trong xoang đá dưới sẽ tăng cao hơn hẳn so với nồng độ ACTH ở máu ngoại vi. Khi đó thì mình đo, mình lập tỷ lệ và mình sẽ thấy là tỷ lệ ACTH ở máu tĩnh mạch xoang đá dưới sẽ ở trên máu tĩnh trên ACTH ở tĩnh mạch ngoại vi sẽ lớn hơn 2. Rồi, sau khi làm tất cả những cái test đó rồi và mình định hướng được là bệnh nhân này là bệnh kết sinh hay là u lạc chỗ hay là u tuyến thượng thận, thì khi đó bắt đầu mình mới đi vào làm những cái xét nghiệm về hình ảnh. Chẳng hạn như là mình sẽ cho chụp MRI tuyến yên hoặc là chụp CT tuyến thượng thận, hoặc là mình sẽ làm thêm một số xét nghiệm máu hoặc là hình ảnh để tìm cái khối u lạc chỗ tăng tiết ACTH. Ở đây nhiều nhiều khi các em sẽ thắc mắc là tại sao phải làm nhiều test rắc rối, trong khi mình chỉ cần là đưa bệnh nhân đi chụp MRI hoặc đưa bệnh nhân đi chụp CT là xong. Nhưng mà thật ra mọi cái bệnh lý về nội tiết lúc nào mình cũng phải chứng minh là bệnh nhân có rối loạn về chức năng trước, sau đó mình mới bắt đầu tiến hành những cái xét nghiệm về hình ảnh. Tại vì
cũng thường gặp trên lâm sàng những bệnh nhân có những cái khối u, ví dụ như là u thượng thận hoặc u tuyến yên, nhưng bản thân những cái khối u đó là hoàn toàn không có chức năng nội tiết gì cả. Cho nên nhiều khi mình không chứng minh được bệnh nhân có rối loạn chức năng, mà mình chụp ra mình nói à bệnh nhân MRI này có u tuyến yên, mình kết luận là bệnh nhân kết sinh, do là bệnh kết sinh, thì nhiều khi là mình bỏ sót một cái u lạc chỗ nào đó. Ví dụ ở đây là một cái lưu đồ trên trong cái sách Harrison, các em có thể xem tham khảo ha. Tổng hợp lại những cái bước mà mình sẽ làm để chẩn đoán hội chứng kết sinh, tức là khi lâm sàng mình có nghi ngờ hội chứng kết sinh, tức là bệnh nhân đến với mình có một cái kiểu hình bệnh nhân như là mình đã học đó, thì khi đó mình sẽ làm cái những cái xét nghiệm để tầm soát. Thì những cái xét nghiệm tầm soát của mình là để chứng minh là có sự tăng tiết cortisol vừa nhiều mà vừa bất thường, tức là mình sẽ làm là hoặc là cortisol nước tiểu tự do 24 giờ, hoặc là làm đo cortisol nước bọt hoặc cortisol huyết tương lúc nửa đêm, hoặc là mình làm test 1 mg đề xa qua đêm. Và khi mà mình thực hiện những cái test này mà cho kết quả dương tính, tức là kết luận là bệnh nhân này có hội chứng kết sinh, thì khi đó mình sẽ đi qua cái bước là chẩn đoán xem là hội chứng kết sinh này có hay là không có phụ thuộc ACTH. Thì nếu mà không phụ thuộc ACTH thì nồng độ ACTH bị ức chế, khi đó là mình hiên về là bệnh lý của tuyến thượng thận, thì có thể là mình cho chụp CT. Thì nếu mà tuyến thượng thận có một cái khối u đơn độc thì mình sẽ coi cái khối u này có rối loạn, tức là có cái mình sẽ khảo sát về những cái hormone khác, ví dụ như là sự tăng tiết androstenedione hoặc androgen có rối loạn hay không. Còn trong trường hợp mình không thấy có khối u rõ ràng mà chỉ thấy tuyến thượng thận nó có những cái nốt nhỏ hoặc là nốt lớn, thì thường là mình là trong những cái bệnh lý tăng sản thượng thận á, thì cái hướng xử trí của mình đều là phẫu thuật hết, phẫu thuật cắt bỏ hai bên hoặc là phẫu thuật cắt bỏ khối u. Còn trong trường hợp mà mình thử ra ACTH của bệnh nhân cao hoặc là bình thường thì mình nghĩ là bệnh nhân này có thể là một cái kết sinh phụ thuộc ACTH, thì khi đó mình sẽ coi là bệnh kết sinh hay là u lạc chỗ. Thì mình biết là bệnh kết sinh thì sẽ bị ức chế bởi đề xa liều cao và sẽ bị kích thích bởi CRH, thì mình sẽ thực hiện hai test này. Nếu mà ra là kết quả là dương tính, tức là bệnh nhân này là bệnh kết sinh, thì mình sẽ tiến hành phẫu thuật tuyến yên. Còn trong trong trường hợp mà mình thực hiện hai test này mà âm tính thì mình nghĩ là một cái u lạc chỗ, thì khi đó mình vẫn sẽ làm thêm một cái xét nghiệm nữa là đo cái nồng độ ACTH ở tĩnh mạch xoang đá dưới. Nếu mà nồng độ này tăng cao trên 2 thì mình vẫn kết luận là bệnh nhân này là có bệnh kết sinh. Còn trong trường hợp mà ngay cả cái đo tĩnh mạch nồng độ ACTH tĩnh mạch xoang đá dưới mà vẫn không chứng minh được là bệnh nhân có bệnh kết sinh, thì chứng tỏ là bệnh nhân này có u lạc chỗ. Và khi mà có u lạc chỗ như vậy thì mình cần phải tìm coi cái khối u nó nằm ở đâu để mình điều trị. Rồi, ở dưới đây là một số cái lưu đồ trong cái con William, thì mấy bạn có thể tham khảo thêm ha. Như vậy bài kết sinh của mình đến đây là kết thúc rồi. Không biết là các bạn có gì thắc mắc không? Bài giảng thì chắc là sẽ được. Ok. Có bạn hỏi là cô ơi, trong suy thượng thận thứ phát do sử dụng corticoid lâu ngày, cơ thể vẫn nhận đủ corticoid, vậy triệu chứng có xuất hiện khi đang điều trị không? Khi mà bệnh nhân sử dụng corticoid thì vẫn có thể có xuất hiện triệu chứng của suy thượng thận, nếu mà khi đó cái nồng độ corticoid bệnh nhân đang sử dụng á, nó không có phù hợp với nhu cầu thật sự của bệnh nhân. Chẳng hạn như bình thường thì không sao, nhưng mà chẳng hạn như bệnh nhân bị một cái stress chồng lên, ví dụ như là nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim vân vân đó, thì khi đó cái nồng độ corticoid trong cơ thể nó sẽ không đáp ứng được với cái stress bệnh nhân đang có, và như vậy là bệnh nhân vẫn có triệu chứng của suy thượng thận, và trong trường hợp đó là bệnh nhân dễ bị vô sơ cơn suy thượng thận cấp.
Mấy bạn còn gì thắc mắc nữa không ạ? Bạn nhóm trưởng hay là bạn nào có cái email của lớp á, gửi gửi cho cô cái email của lớp để có gì bài giảng này sẽ được gửi qua cho mấy bạn luôn, để bổ sung thêm những cái slide còn thiếu á. Sơ đồ bên Harrison hả em? Giảng lại lần nữa ha. Cái sơ đồ bên William thì cũng giống giống vậy thôi à. Mình nói về cái sơ đồ này nha. Rồi, trong trường hợp một bệnh nhân có cái hội chứng Cushing đến với mình ha, thì mình sẽ xem là bệnh nhân này có phải là hội chứng Cushing thật sự hay không. Trước khi là mình nói là bệnh nhân này có hội chứng Cushing thật sự thì mình phải loại trừ những cái trường hợp là Cushing do thuốc. Mình phải hỏi bệnh sử nè, và mình có thể làm một cái xét nghiệm gọi là cái cortisone huyết tương lúc 8 giờ. Thì nếu mà cortisone huyết tương lúc 8 giờ mà thấp, bệnh sử bệnh nhân có sử dụng corticoid hoặc là nghi ngờ có sử dụng corticoid, thì khi đó mình nói là à bệnh nhân này là Cushing do thuốc không phải là Cushing nội sinh, thì những cái xét nghiệm này mình sẽ dừng lại, mình không có làm nữa, và mình chẩn đoán bệnh nhân đấy là suy thượng thận do thuốc nha. Rồi còn trong trường hợp mà mình loại trừ Cushing ngoại sinh rồi thì bắt đầu mình nghĩ là bệnh nhân này có thể là có Cushing thật sự. Thì khi đó mình sẽ làm những cái xét nghiệm để xem là bệnh nhân này có đúng là hội chứng Cushing thật sự hay không. Thì những cái xét nghiệm mình làm á là sẽ chứng tỏ được, những xét nghiệm mình làm là sẽ chứng minh được là cortisone này là vừa tiết nhiều nè, vừa không theo cái sinh lý bình thường. Thì cụ thể là mình sẽ đo cái nồng độ cortisone nước tiểu 24 giờ. Nếu mà bệnh nhân có hội chứng Cushing thì nồng độ cortisol nước tiểu 24 giờ sẽ gia tăng thường là gấp 3 lần giới hạn bình thường. Thứ hai là mình sẽ làm một số những cái xét nghiệm, ví dụ như là đo cortisol huyết tương lúc nửa đêm hoặc là cortisol nước bọt lúc nửa đêm. Vào thời điểm nửa đêm, tức là cortisol vào thời điểm lúc nửa đêm á, cortisol máu á, lẽ ra là thấp nhất mà mình đo thấy nó cao, tức là có sự tăng tiết bất thường. Và cái xét nghiệm khác mình có thể thực hiện nữa là làm cái test bằng 1 mg đề xa qua đêm. Thì nếu mà mình dùng 1 mg đề xa qua đêm mà không ức chế được sự tiết cortisol vào 8 giờ sáng hôm sau á, thì chứng tỏ là sự tiết cortisol này cũng bất thường luôn. Thì khi đó mình có thể thực hiện 4 test đó, thì mình có thể lặp lại một test hoặc là mình làm hai trong số 4 cái test đó. À, nếu mà tất cả là kết quả nó rõ ràng, nó trả lời cho mình à là bệnh nhân này là có hội chứng Cushing thì mình xem như là bệnh nhân này là có hội chứng Cushing thật sự. Và mình nhớ là gì, mình sẽ phải phân biệt với những cái trường hợp hội chứng giả Cushing ha, là những trường hợp bệnh nhân có kiểu hình tương tự và có nồng độ cortisol máu tăng cao, thì mình sẽ hỏi bệnh sử, mình sẽ lặp lại xét nghiệm, và cần thiết thì mình sẽ cho bệnh nhân làm bằng cái test ức chế bằng đề xa liều thấp. Nếu mà test này mà không ức chế được thì chứng tỏ bệnh nhân là Cushing thật sự, còn test này ức chế được coi chừng bệnh nhân là hội chứng giả Cushing. Rồi sau khi kết luận là bệnh nhân này có hội chứng Cushing rồi, mình sẽ đi qua bước thứ hai là hội chứng Cushing này là phụ thuộc hay không phụ thuộc ACTH, bằng cách là mình định lượng ACTH trong máu. Thì nếu mà ACTH huyết tương á bị ức chế thấp hơn dưới 5 picogram trên ml thì mình có thể kết luận là bệnh nhân này là hội chứng Cushing không phụ thuộc ACTH. Thì mình biết không phụ thuộc ACTH thì chỉ có là bệnh lý tại tuyến thượng thận mà thôi. Thì khi đó là mình sẽ cho bệnh nhân đi chụp CT ha, xem là tuyến thượng thận bệnh nhân có tình trạng có u hay là có tăng gọi là tăng sản thượng thận, nốt lớn nốt nhỏ gì hay không, để mình tiến hành can thiệp phẫu thuật cho phù hợp. Còn trong trường hợp mà ACTH huyết tương bình thường hoặc là cao trên 15 picogram trên ml thì mình kết luận là à bệnh nhân này là Cushing phụ thuộc vào ACTH. Thì khi mà Cushing phụ thuộc ACTH thì mình phải phân biệt ra hai bệnh cảnh, một là bệnh Cushing tức là u tuyến yên tăng tiết ACTH, hay là bệnh nhân này là u lạc chỗ
tăng tiết ACTH thì mình sẽ làm những cái test, ví dụ như là test ức chế bằng đề sa liều cao hoặc là test kích thích bằng CRH. Thì nếu mà test ức chế đề sa liều cao mà ức chế được và khi kích thích bằng CRH, sự tiết ACTH có gia tăng, thì khi đó mình nghĩ là bệnh nhân này là kết bệnh bệnh kết sinh, và khi đó mình sẽ có thể chụp MRI rồi mình tiến hành phẫu thuật. Còn trong trường hợp mà hai cái test kích thích bằng CRH và test ức chế bằng đề sa liều cao á không không có kết luận được là bệnh kết sinh, thì mình sẽ nghĩ là bệnh nhân này có thể là có một cái u u lạc chỗ. Tuy nhiên là mình biết là cái nào nó cũng không có cái nào chắc chắn 100% hết, cho nên trước khi là quyết định là u lạc chỗ thì mình sẽ làm thêm một cái xét nghiệm gọi là cái đo cái tĩnh nồng độ ACTH ở trong máu tĩnh mạch xoang đá dưới và lập tỷ lệ ACTH tĩnh mạch xoang đá dưới so với máu ngoại vi. Nếu mà tỷ lệ này trên 2 thì mình kết luận là bệnh nhân này là bệnh kết sinh, còn nếu tỷ lệ này nó vẫn thấp ha thì mình bắt đầu mới nói là bệnh nhân này là có cái u lạc chỗ, và khi đó là mình sẽ tiến hành những cái xét nghiệm hình ảnh, xét nghiệm máu để tìm coi cái khu u lạc chỗ nó ở đâu. Rồi, các em có gì thắc mắc không ạ? Bài suy thượng thận mấy bạn có gì thắc mắc không? Bạn có bạn hỏi đi. Hội chứng kết sinh thì nói về biểu hiện lâm sàng, còn bệnh kết sinh đúng rồi. Hội chứng kết sinh là hội chứng là mình nói là về tập hợp các triệu chứng và dấu hiệu của việc tiếp xúc lâu dài với corticoid do mọi nguyên nhân ha, do mọi nguyên nhân thì mình nói là hội chứng kết sinh. Còn khi mà mình dùng từ bệnh kết sinh tức là mình đã kết luận là bệnh nhân này có u tuyến yên tăng tiết ACTH. Bài suy thượng thận mấy mấy bạn có thắc mắc không? Thật ra giữa hai bài suy thượng thận và hội chứng kết sinh á thì bài suy thượng thận lại là cái bài mà thường gặp khi mà mấy mấy bạn đi thực hành lâm sàng nhiều hơn, tại vì đa phần 90% các cái trường hợp mà hội chứng kết sinh đến với mình á là 90% các trường hợp đó là kết sinh do bệnh nhân sử dụng các cái chế phẩm có chứa corticoid. Cho nên kiểu hình của bệnh nhân là kiểu hình kết sinh, nhưng mà bên trong bệnh nhân là cái tuyến thượng thận bệnh nhân, cái vùng vỏ nó bị teo rồi. Bệnh nhân trong vào với mình trong cái bệnh cảnh là suy thượng thận mạn do thuốc hoặc là suy thượng thận cấp.
Trong cái bài suy thượng thận á, thì những cái xét nghiệm mình thường thực tế mình thường làm là cái định lượng cortisol huyết tương 8 giờ sáng ha. Test sinaptan mình không thực hiện ở trong ở Việt Nam tại vì mình không có thuốc. Mình sẽ thực hiện test hạ đường huyết bằng insulin. Thì cái giá trị của test hạ đường huyết bằng insulin và cái test sinaptan nó cũng tương đương thôi. Cho nên là mình có thực hiện cái test hạ đường huyết bằng insulin. Methylarbol thì mình cũng không có thực hiện, tôi cũng không có thuốc luôn. Cũng phải biết đường thận thì mình có những cái test đó để chẩn đoán. Rồi, các em còn gì thắc mắc nữa không? Nếu không có gì thắc mắc thì mình kết thúc bài giảng ở đây nha. Rồi, chào cả lớp.